Kính thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu của quý vị, VBS Home Shopping sẽ mở cửa 7 ngày một tuần kể từ bây giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu, từ 10 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Và thứ bảy cùng chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Để liên lạc, xin quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi ở số 714-843-1888 và số điện thoại miễn phí là 877-998-2788. Địa chỉ của chúng tôi là 9938 Boza Avenue, Suite 206, Westminster, California, 92683. Còn bây giờ, mời quý vị đến với phần tin Việt Nam. Bản tin Việt Nam đầu tiên nói về việc Mỹ và Việt Nam đang nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Việt Nam hôm 9 tháng 9 vừa qua cùng nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otakus cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng với một số quốc gia ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nhiều đối tác khác nêu quan ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại sự kiện trực tuyến do Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh chủ tọa, tin cho hay, ông Pompeo nhắc lại rằng Hoa Kỳ cũng như phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 coi tuyên bố chủ quyền lãnh hải rộng khắp của Bắc Kinh ở Biển Đông là phi pháp. Trong khi đó, theo thông tin chính phủ Việt Nam, ông Minh đề nghị các bên đề cao thượng tôn pháp luật, kiềm chế, không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình ở Biển Đông. Tin cho hay, hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á có sự tham gia của các nhà ngoại giao hàng đầu Đông Nam Á cùng với một số nước đối tác như Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Trung Quốc. Một tổ chức quốc tế InfoSan nói về việc nhiễm độc thực phẩm tại Việt Nam. Việt Nam còn khoảng 10 người ngộ độc botulinum nặng trong vụ pate Minh Chay và đã cần đến sự hỗ trợ của WHO để xử lý khủng hoảng. Ngộ độc botulinum trong thực phẩm rất nguy hiểm, có khả năng gây tử vong. Tuy nhiên, loại ngộ độc này rất hiếm. Mức độ thành công của việc điều trị sẽ phụ thuộc vào phát hiện sớm và việc kháng độc nhanh. Tiến sĩ Peter Bank Emberek, trưởng bộ phận dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của InfoSan chia sẻ. InfoSan là mạng lưới về an toàn thực phẩm nằm dưới sự điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, và Tổ chức Năng lượng Liên Hiệp Quốc, tức FAO. InfoSan yêu cầu thành viên phải báo cáo các vụ việc khẩn cấp liên quan tới an toàn thực phẩm để từ đó có phương án đối phó trên phạm vi quốc tế. Tiến sĩ Peter Dan Embrecht cho biết, văn phòng InfoSan quốc tế đã được báo cáo về vụ việc như sau. Báo cáo từ Việt Nam cung cấp một số kết quả điều tra ban đầu, chi tiết các sản phẩm được đề cập và các biện pháp kiểm soát nguy cơ đang được triển khai. Theo đó, sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam và không xuất khẩu, cũng như không có trên các sàn trực tuyến quốc tế. Sau khi nhận được báo cáo, InfoSan đã đưa lên cơ sở dữ liệu chia sẻ để từ đó các nước thành viên có thể triển khai biện pháp phòng ngừa, cũng như đối phó hiệu quả một khi xảy ra khủng hoảng tương tự. Và bản tin sau nói về kinh phí 2.200 tỷ đồng xây cầu nối thành phố Sài Gòn với Đồng Nai. Vào ngày 11 tháng 9 2020, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long là chủ đầu tư cho biết đang đẩy nhanh việc thiết kế cầu Nhân Trạch để năm 2021 khởi công dự án và hoàn thành vào năm 2024. Công trình nằm trong dự án đầu tư đoạn Tân Vạn - Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc dự án đường Vành Đai 3. Thành phố Sài Gòn, cầu có chiều cao 30,5 m và khúc cao nhất là 110 m, đáp ứng tàu thuyền có tải trọng 5.000 tấn chạy phía dưới. Việc xây cầu Nhân Trạch giúp rút ngắn hành trình từ Đồng Nai đến Sài Gòn và Bình Dương. Cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, giảm áp lực giao thông ở cầu Đồng Nai và các tuyến đường nội đô thành phố Sài Gòn. Ngoài ra, dự án cũng góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường Vành Đai 3 theo quy hoạch chi tiết được Thủ tướng phê duyệt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.
Hàng không Việt Nam đặt cuộc vào cao điểm Tết là bản tin sau đây. Ảnh hưởng nặng bởi hai đợt dịch, doanh nghiệp hàng không kỳ vọng được cứu sống nhờ vào cao điểm Tết sắp tới và mở lại đường bay quốc tế. Mặc dù còn 4 cho đến 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng các đại lý cho biết kể từ đầu tuần này đã có khách hỏi mua vé. Trong đó chặng thành phố Sài Gòn, Hà Nội và Sài Gòn, Hải Phòng, Nghệ An đang được mua nhiều nhất. Nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt hơn thì bắt đầu từ tháng 10 thị trường vé sẽ nhộn nhịp trở lại. Hiện nay Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco đã mở bán vé Tết Tân Sửu 2021 với hơn 2 triệu ghế. Vietjet và Bamboo Airways mỗi hãng cung ứng 1,5 triệu vé. Như vậy, tổng lượng vé trên toàn mạng bay nội địa dịp Tết 2021 đạt khoảng 5 triệu vé, tăng khoảng 10% so với lượng vé Tết nội địa 2020. Khảo sát trên kênh bán online của các hãng này cho thấy, trong giai đoạn cao điểm, giá vé trên trục Hà Nội - Sài Gòn ghi nhận khoảng 6 triệu đồng khứ hồi với vé Vietnam Airlines đã bao gồm thuế phí. Bamboo Airways là 7 triệu đồng và Vietjet khoảng gần 6 triệu đồng. Cùng với việc tung vé Tết để nhanh chóng tạo đà phục hồi sau ảnh hưởng của hai đợt dịch, các hãng cũng đua nhau bán vé giá rẻ các khung thời gian trước Tết 20 ngày với giá chỉ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng. Kỳ tích cứu sống người ngừng tim 60 phút. Vào sáng 3 tháng 9 2020, một bệnh nhân nữ 28 tuổi xuất hiện các triệu chứng phản vệ nặng và nguy kịch. Không đáp ứng với các biện pháp điều trị, có các rối loạn nhịp tim phức tạp và tim ngừng đập gần 60 phút. Bác sĩ Hoàng Công Trình, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết bệnh nhân được ép tim liên tục trong 30 phút, sốc điện nhiều lần, kết hợp với các biện pháp cấp cứu tích cực khác để tim đập trở lại. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân vẫn nặng, suy đa tạng, huyết áp rất thấp, phải phụ thuộc vào thuốc trợ tim liều cao, nguy cơ tử vong. Trong trường hợp này, nếu không có biện pháp hỗ trợ tim phổi nhân tạo, tức ECMO, thì khả năng sống được là vô cùng mong manh, bác sĩ nhận định. Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, phó giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện, quyết định cử một kíp cấp cứu gồm 5 người đến chi viện, bao gồm 3 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 1 bác sĩ phẫu thuật lồng ngực và 1 điều dưỡng. Kíp cấp cứu này là một bộ phận quan trọng của các đội phản ứng nhanh đã được bệnh viện thành lập để đáp ứng trong tất cả trường hợp cấp cứu nặng như dịch bạch hầu ở Tây Nguyên, COVID-19 ở Đà Nẵng. Sau 1 giờ, các bác sĩ Bạch Mai đã có mặt tại bệnh viện Hòa Bình. Bệnh nhân lúc này đang hôn mê sâu, đồng tử giãn co, oxy máu thấp, rối loạn chuyển hóa nặng, được cho sử dụng máy ECMO. Sau 4 giờ, bệnh nhân có dấu hiệu đáp ứng điều trị và đủ điều kiện an toàn để chuyển về bệnh viện Bạch Mai. Sau 3 ngày điều trị và hồi sức tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện, ngừng cho sử dụng máy ECMO, rút ống nội khí quản và tập đi lại dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Vào ngày 11 tháng 9, bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện Hòa Bình đón về tiếp tục điều trị. Và bản tin cuối trong phần tin Việt Nam nói về một công an đang làm việc với người vứt bé sơ sinh vào thùng rác ở Củ Chi. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo lên công an huyện Củ Chi và hiện các cơ quan chức năng đang làm việc với người mẹ. Liên quan đến vụ thi thể trẻ sơ sinh bị vứt vào thùng rác, vào sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, công an huyện Củ Chi cho biết đã xác định được người mẹ và đang làm việc với người này. Quá trình làm việc, công an xác định xác trẻ sơ sinh là giới tính nữ, nghi sinh non. Hiện công an đang lấy lời khai người mẹ để xác định nguyên nhân vứt con sơ sinh vào thùng rác. Trước đó vào ngày 9 tháng 9, người dân sinh sống ở đường 473, xã Trung An, huyện Củ Chi tá hỏa phát hiện một bao ni lông chứa thi thể trẻ sơ sinh đã tử vong vứt trong thùng rác màu xanh. Nhận được tin báo, công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức và thời sự từ hệ thống truyền hình VBS. Hồng Hà cùng toàn ban xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ tốt đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.